chuyện kể rằng bãi cháy là nơi đốt hà xưa. Chuyện kể lại bãi cháy là nơi Trần Khánh Dư đánh giặc. Huyền thoại bãi cháy là nơi dòng xuống Hạ Long. Bãi cháy quê tôi có cây cầu nối đôi bờ Cửa Lục. Có sóng biển dì dào, có trời đất Hạ Long. Chiều bãi cháy cháy thanh thang. Chuyện kể rằng bãi cháy là nơi đốt hà xưa. Chuyện kể lại bãi cháy là nơi Trần Khánh Dư đánh giặc. Huyền thoại bãi cháy là nơi dòng xuống Hạ Long. Bãi cháy quê tôi có cây cầu